Yo, chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Thì mình sẽ tiếp tục tựa game Crisis Remaster. Thì ở tập trước thì mình đã nó làm nhiệm vụ gì ta? Thì mình đã phát hiện ra là có bốn thằng mặc nano suit. Tức là về cơ bản là hiện tới thời điểm hiện tại mình chỉ biết là nano suit chỉ có ở tụi Mỹ biết thôi. Bởi vì tụi này giấu công nghệ rất là ghê, tới nỗi mà đồng đội chết phải thiêu hủy ngay luôn, thiêu hủy luôn cả bộ giáp luôn. Nhưng mà không biết bằng cách nào tụi nó có thể một bên nào đó ăn cắp được cái bộ nano suit và nó bắn mình không biết tụi nó là ai hết. Hiện tại vẫn thắc mắc cái chỗ đó, không biết là đám khác nó phản hay sao thì mình không biết, nhưng mà khả năng cao là một bên khác đã bị ăn cắp công nghệ nano suit này rồi, nên là khá hoảng nha. Bắt đầu game bắt đầu gắt rồi đó, chứ không phải là mình vẫn còn đá bắn với mấy thằng lính thường nữa đâu. Giờ chỉ còn mỗi cycle thôi, lại chết hết rồi các bạn. Rồi Fate, Esther, Estes gì đó, rồi Chester, chết hết rồi. Chà, bắn phá dữ trời. Lùm đạn. Tranh thủ tụi này chế mình lùm đạn đi. Đời có mấy khi có đạn bắn đâu. Khẩu này hiếm đạn lắm các bạn. Chỉ có đợi tụi Mỹ nó chết rồi mình lấy thôi. Ok, đây cơ. 1, 2, 3. Let's go. Khoan khoan, đổi ra, đổi đi đã. Cái này thì thường thôi. Ok. Có AK không? Má không có AK luôn chứ đưa mình khẩu này chi trời. Rõ ràng ở phần trước là mình đã full AK, full băng đạn rồi, rồi đó. Đừng nói bây giờ bắt mình phải chơi lại từ đầu nha. Nó bắn khá ghê vậy. Gặp cái gì tên gì lộn xộn ấy. Đây rồi. Dẹp mẹ khó sờ gân đi. Ngu quá. Khẩu này thì chắc là mình làm súng chính luôn. Mà giờ này mình thích chơi cái AK nhưng mà gắn X8 các bạn. AK nhưng mà gắn X8 mình cảm thấy là bắn hơi phê đó. Ok, easy. Bú thôi. Đây, rally đây. À, bắn pháo ghê quá các bạn ơi, trời ơi, má ơi. AS là cái gì? Trời đồ. Trời ơi, má ghê quá. Ok, kẹt cô. We gotta take out those last AAs so our heavy VTOLs can land. Doesn't sound too difficult. You want the job? You got it. Giờ đâu á, đúng là cái gì nhiệm vụ gì khó cũng giao cho mình. Sao mình hỏi người lại thì nó hỏi mình có muốn làm, có muốn có công việc này không? Nghe làm như mình thích làm công việc này lắm vậy. Ok. Nó kêu mình bây giờ mình phải phá hủy cái hệ thống chống lại máy bay của tụi Triều Tiên. Chết mẹ rồi, may quá. Easy. Rồi anh trai này xài súng gì đây? Anh trai này xài súng gì không ai biết hết. Và tiếp theo là mình sẽ làm sạch, mình sẽ clear nguyên anh em của mình các bạn. Mình sẽ clear hết cái airspace để cho máy bay của tụi Mỹ bay vào đây để hỗ trợ mình. Đó, máy bay vừa vào là bắn banh mẹ rồi. Quá, tụi Triều Tiên có hệ thống phòng không xịn quá ha. Đây là cánh tay, cánh tay đây rồi. Trời ơi. Khoan chơi.
xin tí đạn nữa. Tỉnh bơ luôn. Hết bơ luôn các bạn. Hết tỉnh bơ thiệt luôn á. Mình không nghĩ tỉnh bơ gì luôn á. Trời mất tục thật. Tục thật sự luôn. Phải chết đi bộ đi, tạm thời đi bộ chứ để lụm đạn đã. Không có đạn rồi các bạn. Đó, căn cứ phía trước luôn. Thôi lên 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 lên, chắc còn cửa đông quá sao. Lỡ có súng máy mình còn càng được. Game nhiệm vụ tuyến tính mà không cho đạn sẵn. Ngu thật. Chỉ là mình làm nhiệm vụ này là nó. Thôi khu này không phải khu chính. Khu chính là khu này trên kia. Nhìn là biết chắc chắn kiểu gì cũng có súng máy đây. Càng trước luôn. Đây. Mày. Thích làm bia tập đạn cho súng máy các bạn. Giờ này khả năng bắn súng máy mình hơi tệ. Cảm ơn các bạn đã hỗ trợ. Ngon, có đạn. Hình như tụi nó chưa kịp tới cầm súng máy là mình nã tụi nó trơn rồi. Bú đạn thôi. Ok, full đạn. Full đạn AK rồi các bạn, full đạn AK rồi. Có bài vô ca, có bài vô ca, ngon. Bú đẫm thật luôn á. Ủa? À, quay lại. À, phá hủy cái này nè, trời quên. Phá hủy cái hệ thống anti máy bay này. Nhưng mà mình dùng cái gì phá hủy? Đừng có dùng bay vô ca phí. À, C4 các bạn. Cái đủ mé. Cây thật luôn á. Giờ phải chơi lại đầu. À mẹ nó ngu thật sự. Mới lượm full đạn luôn, giờ phải lượm lại từ đầu thấy không. Đó, C4 rồi đó. Ngon. Lượm thêm C4 nữa. Lượm thêm em này nữa. Ok. Giờ có C4, lấy C4 ra gài vô. Đặt vô này, đặt từ từ thôi. Ngon. Đó. 1, 2, 3. Bú liền. Chỗ này bị ấy rồi, không thể nào phá hủy được. Quay. Chưa. Hình như cái gì vậy? Mất trực thăng các bạn, không thể nào. Qua đây bạn ơi. Bú liền. Má, bớt mất hồn quá chứ. Khoan, lại đây anh bổ sung đạn nữa. Dạ, ngon nha. Bắt đầu mình chơi quen rồi các bạn. Cứ đầu thằng nào là cứ cầm AK ra bắn ngay đầu thôi. Chủ yếu là bắn ngay đầu là kiểu gì cũng win à. Ủa chưa full đạn mà. 240. À đây, lộn. Chưa full đi chứ, không cho lấy thêm à. Easy. Ba đồ quỷ này easy. Cho em xin đạn nhé anh trai. Hết rồi. Ok, kẹt cơ qua điểm tiếp theo. Điểm tiếp theo làm đâu? Quẹo ngay luôn. Má đường gì khó nhìn ghê luôn á. Quẹo đây hả? Đúng rồi. Quẹo vô đây. Anh trai ở đây nè. Bắn solo anh trai.
solo bên trái. Solo bên trái. Cứ solo bên trái. Cứ solo bên trái. Mình còn nghe tiếng người nha, mình còn nghe tiếng người nha, chắc chắn là còn. Vẽ ly hết rồi ta. Vì giết hết rồi các bạn. Easy. Nên làm nạn coi. Bay bay còn. Easy, một viên thôi anh ơi. Tôi thì không có gì ngoài việc sử dụng súng khá là thành thục nhá. Và cả một bộ giáp nhá các anh Triều Tiên nhá. Cũng thường thôi. Tôi thì thật ra cũng khiêm tốn. Bam! Easy. Thế sao không qua đâu? Qua bên này nữa nè. Vẫn tiếp tục là phá hủy cái hệ thống phòng không tiếp. Nhưng mà là bên kia. Thế thôi, gạt cơ. Nhưng mà có bên nào đừng nhanh không? Có tàu này, mình thấy có tàu đây thì mình đi tàu luôn đi. Tới giờ chưa đi tàu nhỉ? Cái tàu cũng xịn vậy. Tự mấy vừa chạy vừa bắn luôn, ảo thật. Nhưng mà đi hướng nào ta? Vòng qua đây, xong vòng qua đây. Ok, nghe go. Chiêu phết. Cái này là cái gì ta? Chỉ lôi. Mô Phật. Chạy lố rồi bạn ơi, chạy lộn đường rồi bạn ơi, quay lại. Vòng qua đây. Này, bắn nổi mấy cái mẹ à. Nếu không bắn nổi thì người nổi sẽ là mình. Đi qua đây đúng không ta? Đúng rồi, đúng rồi. Đó, mấy anh chạy đó. Easy. Ba đồ quỷ này easy. Đó, có nhiệm vụ thứ hai nữa kìa. Có nhiệm vụ phụ bên kia nữa kìa các bạn. Nhưng mà đi dọc ở đây mẹ rồi. Mẹ ngu thật. Cái gì mà cũng để nữa. Vừa nói xong, vừa kêu cẩn thận xong dẫm mẹ cái chén ngư lôi. Hello. Min hả? Gọi là Min hả ta? Đây nè. Mang còn coi còn nha, cẩn thận nha. Mấy này giờ mai lanh lắm đó. Chắc thôi khỏi đi. Khỏi ấy đi các ha. Mày chắc là khỏi làm nhiệm vụ phụ quá, tại nhiệm vụ phụ nó xa quá. Ok, phá hủy cái hệ thống AI tiếp thôi. À, nghe tiếng nha. Có cái gì xanh dương, cái xanh dương là đồng đội, xanh dương là đồng đội các bạn. Clear hết chưa? Thôi nó đụng quá, đông dữ vậy. Cũng thường thôi, trời ơi, tôi ra thấy tôi vậy thôi, tôi cũng thường thôi. Easy, hết, thằng này thằng nào đây? Prophet Cycle, lộn Cycle. Where are you now? Từ từ nha, nghe tiếng gào của các anh trai rồi đó. Bắt đầu nghe tiếng gào của các anh trai rồi đó. Căng quá. Gì lộn xộn vậy, để đồ tùm lum vậy. Bắn nhảm nè. À chắc là bắn sai cổ chứ không phải bắn nhảm đâu. Tình hình tiếp.
Đi kìa, con. Easy. Khoan nha, mình có ý tưởng nè. Thằng qua đây, đợi xuống. Nổ thiệt. Được. Easy. Má không? Không cần dùng dùng C4 nữa các bạn. Ok, phá hủy liền. Thôi nha, có thằng phía sau này nha. Ad game easy. Nhiệm vụ lấy gì? Phá hủy. Sabotage là phá hủy đúng không? Hủy hoại gì đó. Trên một cái tàu khu trục của tụi Triều Tiên. Là sao? Easy. Easy. Cứ nhắm tàu và bắn thôi. Tàu khu trục ở bên này hả? Đồ cái tàu này lớn nha. Phá hủy sao đây? A KPI cruiser in the harbor jamming our GPS system. Locate disable the chamber. Ok, bây giờ mình sẽ disable cái vị trí chamber. Xác định. Bây giờ trước khi mình phải xác định chứ đã. Nhưng mà biết ở đâu đâu. Má tàu bự vãi vậy, giờ lại đi từng khoang tàu đi tìm hiểu hả? Bấm F. Bà mẹ, ít nhất phải để số F, chữ F cho ta biết chứ. Mày ra đây. Tàn hình sao mày thấy được? Easy. Chết mẹ. Trốn đã. Bú rồi các bạn ơi, bú rồi. Chết mẹ, bên kia tụi nó, bên kia. Đấy, còn. Há ngầu. Mình cũng hơi tiếc cái việc sử dụng súng này lắm, nhưng mà thôi. Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên. Đúng không? Cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, cái gì đó. Easy. Lấy lại mấy công chút nữa có gì dùng sao? Ok. Đi. Hay nhưng mà bắn không có nghe âm thanh gì á. Mặc dù không gắn rồi nha mà vẫn nghe nhỏ. Ở trời đủ. Easy. Nhà là chui dưới đây này chứ không phải chui, vậy là chui dưới đây này chứ không phải ở trên đâu. Extra available. Mình sử dụng ống nhòm để target cho cái tàu này hả, có đúng không? Cái nhiệm vụ phụ này bị fail rồi. Tìm nơi an toàn và dùng laser để chuẩn bị cuộc không kích vào đây hả? Vậy thì phải lên bờ. Đúng rồi, vậy thì phải lên bờ. Một hit. Chai này có vẻ thốn quá. Easy. Nhìn lên đây nè, chèo lên đây nè. Ok. Đúng không?
Tại sao lại không target được? Chỗ mình chưa an toàn hả? Không lẽ chúng mình chưa an toàn? Ok, đã an toàn. Ok, coi nó không kích vô đây coi có nổ cái nào. Nhìn như rửa đúng rùi vậy bánh trái. Đấy, đó là điều mình cần đấy các bạn ạ. Đấy là điều mình cần đấy. Ok. Cái quay quay buồn quê vậy. Lại sợ quá cơ. Lại sợ quá cơ. Ôi trời, nét luôn. Sợ quá cơ. Bố mày là sợ quá cơ. Nó ra mang xe tăng tới. Nó ra mang xe tăng tới chỗ mình. Nhưng mà không biết mang ở đâu. Cái là cái chấm xanh này nè. Ô, chữ thắng, chữ thắng, chữ thắng xịn nè. Máy bay F1 hả? Người đã F1 hả? Hơn cái này là mấy cái này là máy bay tương lai hết trơn rồi. Mà vậy máy bay hiện tại đâu. Nó mang xe đang tới cho mình nè. Đâu? Phải qua đây hả? Đây nhảy lên. Easy. Clear. Clear, clear, clear. À, đù, nó mang xe tăng à. Nó thả xe tăng xuống ngay chỗ này cho mình đấy. Ồ, xịn 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 các bạn. Há, à, 10 năm trước mới làm game vậy luôn hả? Không ngờ luôn á. Wow, xe đẹp quá. Gentlemen, my hat's off to you. The harbor is ours. Cái đủ. Cái này mình sẽ tăng à. Cái này tăng laser. Thôi nó bắn laser các bạn. You're qualified to handle one of these, right? Yes, sir. Psycho. Jason's got an assignment for you. Fall in with Alpha Company. À, chỉ có thằng ông nội chỉ huy đó là được phải sử dụng khẩu xịt thôi. Còn lại mấy thằng này đều sử dụng Cái lùm mí. Nó quay đích phát. Nó quay đích phát mình bú luôn các bạn. Mình xỉu luôn. Tội thiệt. Má trời, nhiệm vụ phe tào lao ghê. Tự nhiên bây giờ phải làm phần ngược lại. Chả hiểu. Easy. Thôi nó ném anh trai ra mất công lại bắt lụm nữa. Rồi chết nhảm nữa. Lướt trong vô trong này có lướt được không? Wow, nhiều AK nha. Nhiều AK. Thật là nhiều AK. Ê, nhiều AK. Cứ cho lấy búa không ta? Có cần chiến bằng búa không? Đó, mình đáp xuống rồi đó. Hello, hello. Em đồng minh anh ơi. Em Nomad. Đây, chai Streetland gì đây. Gentlemen, my hat's off to you. The harbor is ours. We're heading up the valley. Take one of our tanks and follow the column through the tunnel. You're qualified to handle one of these, right? Yes, sir. Psycho! JSAC's got an assignment for you. Fall in with Alpha Company. Lieutenant Cooper's expecting you. Count me in, boss. Take care of yourself, my man. The beers are on me when this is over. Mike! Put a round in that tunnel entrance and let's get this wagon train moving. Nó khẩu xịn quá, nó bắn laser á, bắn súng điện cái gì á. Nice shot. Now let's get these babies up that nó mới bắn luôn á. General Kyung, thì kết thúc phần game này rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Nếu các bạn thấy hay hãy để lại like và một subscribe để cho YouTube có thể tối ưu video mình, cũng như hãy comment ngay bên dưới những điều góp ý của các bạn để cải thiện kênh. Ok, cảm ơn các bạn. Bye bye. Bye bye.